nhân tài đất Việt không chỉ trong nước mà còn có người Việt ở nước ngoài. Tại lễ trao giải nhân tài đất Việt ngày 15 tháng 11, sản phẩm Việt Search của nhóm tác giả trẻ người Việt tại Mỹ, Thụy Sĩ, Việt Nam và Pháp được vinh danh với giải khuyến khích trong lĩnh vực công nghệ thông tin dành cho những sản phẩm chưa hoàn thiện nhưng có tiềm năng. Trước đó, tại lễ phát động giải thưởng nhân tài đất Việt 2019 diễn ra hồi tháng 4 tại Paris, Việt Search chính là nhóm tác giả đầu tiên gửi tác phẩm dự thi giải thưởng nhân tài đất Việt 2019 về định hướng phát triển Việt Search trong tương lai. Thạc sĩ Nguyễn Đình Quý cho biết, Việt Search xây dựng nền tảng công nghệ mở, qua đó có thể giúp các nhóm xây dựng ứng dụng trên chính nền tảng Việt Search. Ông cũng chia sẻ mong muốn tối ưu hơn nữa sản phẩm nhằm đưa Việt Search trở thành kênh thông tin và kênh giao tiếp kết nối người Việt trên toàn cầu.